Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Honda Super R 650R 2009 dự kiến xuất hiện tại triển lãm ESMA 2018 sắp tới. Theo nhiều nguồn tin trên một cái tạp chí của Nhật Bản, Honda Super R 650R 2009 nhiều khả năng sẽ được trình làng tại triển lãm ESMA 2018 sắp diễn ra. Trước đó, trong khuôn khổ triển lãm ô tô Paris Motor Show vừa qua, Honda cũng đã giới thiệu một mẫu xe máy mới mang tên là Neo Sport Cafe 610 Concept và công bố phiên bản sản xuất mẫu xe này thay thế cho cái chiếc là C600F và được bán ra với cái tên là CB600R. Tuy nhiên, thông tin về cái chiếc CBR 600R 2009 cũng vừa được tiết lộ và dự kiến hai cái mẫu xe mới này sẽ bán màn trong khuôn khổ triển lãm ESMA 2018 sắp diễn ra vào ngày 6 tháng 1 tại Milano, Ý. Theo thông tin và những hình ảnh xuất hiện trên tạp chí Yomachi thì dường như CBR 600R 2009 sẽ được thiết kế dựa trên mô hình mới của cái chiếc là CBR 650F. Trong khi đó, Honda CBR 650R 2009 sẽ có thiết kế cái đèn flash kép tương tự như là flash, cái đèn xi nhan trước tách rời với thân xe cũng được tích hợp LED. Và bên cạnh đó có thấy được cái cụm tay lái clip on, bình nhiên liệu cơ bắp nhô cao hơn. Phía sau yên xe thể thao nay chỉ dành cho một người, thay thế cho cái chiếc là Super R605F được chia thành hai phần riêng biệt. Kế đó là thống treo hành trình ngược upside down, mâm kiểu mới và cái dàn nhựa cũng có sự khác biệt đôi chút. Hiện tại chưa có bất kỳ thông tin nào về hiệu suất của CBR 600R 2009 cũng như là giá cả. Honda tiếp tục trang bị cho khối động cơ như mô hình mới nhất trên cái chiếc là CBR 600F. Thì CBR 600R 2009 sở hữu cái sức mạnh là 84 mã lực cùng một men xét cực đại là 64 Nm, được truyền tới hộp số cấp. Và ở Nhật Bản, Honda CBR 600F 2018 được bán ra dừng ở mức giá 1.310.400 yên, tương đương rơi vào khoảng là 270 triệu đồng Việt Nam, trong khi Việt Nam chỉ có mức giá là 234 triệu đồng. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này để tiếp nhớ like, subscribe.